viên trường trung học cơ sở huyện Giang Nguyên để đến hội thi các quyền. Thí sinh Quỳnh Kim Phụng đến từ đảng bộ huyện Châu Thành với chủ đề 6 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng. Xin mời. Lần đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi tên Quỳnh Kim Phụng đến từ đơn vị huyện Châu Thành. Tham dự hội thi hôm nay, tôi xin được báo cáo với các đồng chí chuyên đề 6 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng. Nội dung tôi trình bày hôm nay sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất là mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Phần thứ hai là 6 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng. Kính thưa các đồng chí, đại hội 13 của đảng được diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức. Từ tình hình trong nước và khu vực tiếp tục có những cái diễn biến phức tạp và dự báo rất là khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid từ đầu năm 2020 cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước, trong đó có công tác xây dựng đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng được diễn ra từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đã thành công tốt đẹp, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và kết thúc sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch đã đề ra. Tại đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 gồm 200 đồng chí và đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí, trong tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những cái diễn biến phức tạp như thế thì tại đại hội đảng ta đã đề ra những cái mục tiêu cần xác định trong nhiệm kỳ và trong cái thời gian sắp tới là gì. Kính mời các đồng chí chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ nhất trong nội dung chuyên đề hôm nay: mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Về mục tiêu tổng quát, mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ về công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta sẽ trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Về mục tiêu cụ thể, mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 nước ta sẽ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, nước ta sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại và vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Rồi đến năm 2030, lúc này thì ta sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng, nước ta sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập ở mức trung bình cao. Đến năm 2045, nước ta sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nước ta sẽ là nước phát triển và có thu nhập cao. Kính thưa các đồng chí, để đạt được những cái mục tiêu như trên thì tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, đảng ta đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như thế nào. Kính mời các đồng chí chúng ta cùng xem phần nội dung thứ hai, 6 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng. Nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện, đổi mới về phương thức lãnh đạo và cầm quyền của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả,
Kính thưa các đồng chí, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì cả nước chúng ta cũng đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc trung ương, 97 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, giảm 3.646 đầu mối ở đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương nhân dân, và cũng đã giảm được 539.926 người trần biên chế. Tại huyện Châu Thành, xã Phú An cũng đã được chia tách một phần sắp nhập vào xã Tân Thạnh và một phần sắp nhập vào thị trấn Cả Sáu. Về lĩnh vực giáo dục thì cũng đã sắp nhập được 5 trường. Ngoài ra thì huyện Châu Thành cũng đã thực hiện cái đề án, đó là trưởng ban tuyên giáo đồng thời sẽ là giám đốc trung tâm chính trị huyện. Tất cả những cái thay đổi phía trên cho chúng ta thấy được bộ máy của tổ chức đã ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, góp phần giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Một nội dung tiếp theo trong nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất xin báo cáo với các đồng chí, đó là tiếp tục đẩy mạnh về đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện về tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là các cấp chiến lược, những người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kính thưa các đồng chí, trong nhiệm kỳ qua thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra giám sát rất là nhiều tổ chức đảng và đảng viên. Sau đây thì tôi xin báo cáo với các đồng chí một vài cái minh chứng. Ví dụ như ở Trung ương thì Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 60 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì cũng đã thi hành kỷ luật 169 đảng viên. Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng cũng đã điều tra, truy tố và xét xử 126 vụ án với 637 bị cáo ở mức nghiêm trọng, phức tạp và được dư luận xã hội rất là quan tâm. Đối với huyện Châu Thành thì cũng đã tiến hành kỷ luật khiển trách 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 71 đảng viên. Rồi Ủy ban Kiểm tra các cấp thì cũng đã tiến hành kỷ luật 69 đảng viên. Từ đó thì cho chúng ta thấy được là quyết tâm chính trị cao của đảng ta đối với các công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Kính thưa các đồng chí, chúng ta vừa tìm hiểu xong nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất. Trước cái tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất là phức tạp như hiện nay, thì đảng ta đã đề ra những cái giải pháp gì và đã có những cái nhiệm vụ gì để thực hiện cái công tác phòng chống dịch và phục hồi về nền kinh tế của chúng ta trong cái tình hình dịch bệnh, thì xin mời các đồng chí tìm hiểu xem nhiệm vụ trọng tâm thứ hai. Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai đó là tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng, phục hồi và phát triển nền kinh tế, xây dựng hoàn thiện đồng bộ về thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng hoàn thiện đồng bộ về thể chế, phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập, phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh. Kính thưa các đồng chí, chưa bao giờ mà cả thế giới chúng ta lại quan tâm đến cái công tác phòng chống dịch như hiện nay. Kể từ khi mà dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc, thì Việt Nam chúng ta cũng đã rất là tích cực trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Có rất là nhiều cái hoạt động đã được thực hiện, và Việt Nam chúng ta thực hiện với cái phương châm là chống dịch như chống giặc, cả hệ thống chính trị đều vào cuộc. Hiện nay thì vấn đề tiêm chủng vaccine cho người dân đang được ráo riết thực hiện để tiến tới là miễn dịch trong cộng đồng. Tình hình dịch Covid-19 tạm thời đã được kiểm soát, nhưng mà không gì thế, chúng ta lại chủ quan, chúng ta vẫn phải thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch như hiện nay. Ngoài ra thì đến ngày 22 tháng 10, Bộ Y tế cũng đã công bố là trên cả nước chúng ta, các địa phương thì cũng đã công bố các cấp độ dịch theo cái nghị định số 1, theo cái đã công bố cái cấp độ dịch, làm cả nước thì có 26 địa phương có cấp độ dịch ở mức độ 1 và 37 địa phương có cấp độ dịch ở mức độ 2, không có địa phương cấp độ 3 và 4. Đối với tỉnh Hậu Giang thì chúng ta
thì huyện Châu Thành đối với cái công tác phòng chống dịch đã thực hiện rất là tốt. Công tác tuyên truyền, rồi kiểm soát, tầm soát và công tác tiêm vaccine. Đặc biệt là đối với khi mà thực hiện cái chỉ thị 15, 16 thì huyện thực hiện rất là tốt. Các chốt kiểm dịch được hoạt động rất là liên tục, thường xuyên nhằm bảo vệ vùng xanh, hạn chế tối đa các ổ dịch trong cộng đồng. Kính thưa các đồng chí, thì trong cái thời kỳ mà dịch bệnh COVID-19 như vậy thì đảng ta cũng rất là quan tâm đến cái việc và phục hồi phát triển kinh tế. Vậy thì đảng ta cũng đã đề ra những cái biện pháp và đưa vào thảo luận tại cái hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để bàn về vấn đề này. Một nội dung tiếp theo trong nhiệm vụ trọng tâm thứ hai xin báo cáo với các đồng chí, đó là có chính sách hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong nông nghiệp, đẩy mạnh việc nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những sáng tạo về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện về chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp về dân sự, khắc phục những điểm hẹn cản trở sự phát triển của đất nước. Kính thưa các đồng chí, thì trong cái tình hình mà dịch COVID-19 diễn biến thì đời sống của người dân gặp rất là nhiều khó khăn và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất cũng vậy. Vì thế mà đảng ta cũng đã có nhiều cái chủ trương để hỗ trợ cho người dân và các doanh nghiệp, ví dụ như là giảm thuế, rồi giảm tiền, giảm giá điện, nước, hoặc là có những cái chính sách hỗ trợ về vay ngân hàng nhân dân, lãi suất tín dụng để giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện để phục hồi phát triển kinh tế. Về cái việc ứng dụng công nghệ khoa học công nghệ vào trong sản xuất thì huyện Châu Thành cũng đã thực hiện rất là tốt vấn đề này. Có nhiều cái mô hình có đạt hiệu quả cao, ví dụ như là mô hình trồng dưa lưới ở xã Đông Thạnh, mô hình nuôi cá trạch lấu ở thị trấn Cà Sáu, rồi mô hình trồng bưởi Nam Roi, trồng bưởi Hồ Lô ở xã Phú Hổ nhân dân đã góp phần tạo thu nhập cho người dân và sự phát triển kinh tế trong huyện nhà. Đặc biệt thì khi mà việc ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra cái giống cây trồng vật mới hoặc là tạo ra một cái thiết bị sản xuất nào đó thì cái việc đăng ký bản quyền về sở hữu trí tuệ, điều đó vô cùng quan trọng. Thì như các đồng chí cũng đã biết, để chế tạo ra được một cái mô hình nào đó mới để phục vụ trong sản xuất thì người dân hoặc là cái người tác giả đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức để chế tạo được. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một số kẻ xấu cũng đã lợi dụng khi mà có được cái mô hình đó thì chế tạo ra và bán. Có ví dụ như bán cái sản phẩm là do cái người ta đã sáng chế ra, người ta bán 20 triệu thì cái người mà gọi là bản quyền đó, thì chỉ bán giá có 10 triệu thôi. Thì điều đó cho chúng ta thấy một điều là cái việc đăng ký bản quyền về sở hữu trí tuệ vô cùng quan trọng. Vì vậy, cái luật sở hữu trí tuệ đã ra đời cho thấy đảng chúng ta rất là quan tâm đối với cái công tác là bảo vệ về cái quyền sở hữu trí tuệ của người dân. Kính thưa các đồng chí, chúng ta vừa tìm hiểu xong nhiệm vụ trọng tâm thứ hai. Trước cái tình hình diễn biến rất phức tạp hiện nay thì vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước được thực hiện như thế nào, kính mời các đồng chí tìm hiểu ở cái nhiệm vụ trọng tâm thứ ba, đó là giữ vững độc lập tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 sẽ xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại, rồi cũng sẽ tiếp tục kiên quyết kiên trì mà bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn diện lãnh thổ, biển đảo vùng trời, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Kính thưa các đồng chí, Việt Nam chúng ta thì ngày càng nâng tầm đối với các vấn đề đối ngoại đa phương. Chúng ta cũng đã khẳng định cái vị trí của mình trong các diễn đàn quốc tế và khu vực, ví dụ như là ASEAN, APEC hay là Liên Hiệp Quốc. Về lực lượng quân đội và
đối với cái vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. Sau đây thì xin kính mời các đồng chí tìm hiểu một cái động viên sao để hiểu rõ hơn về hoạt động của lực lượng công an và quân đội ở huyện Châu Thành. Tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị
trị xã hội của các cấp, của cán bộ đảng viên, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kính thưa các đồng chí, về vấn đề cải cách tư pháp và tăng cường pháp chế thì cho thấy đảng chúng ta thực hiện trong thời gian qua có nhiều cái luật cũng đã ra đời, bổ sung và sửa đổi những cái điều luật trước đây để nhằm đáp ứng cho cái nhu cầu phát triển của đất nước trong cái giai đoạn hiện tại. Về hiện nay thì như các đồng chí cũng đã biết, đối với cái vấn đề an ninh mạng diễn biến cũng rất là phức tạp. Khi mà người dân chúng ta sử dụng mạng xã hội để chúng ta có nhiều cái hoạt động trên đó thì một số kẻ xấu cũng đã lợi dụng mạng xã hội để nói xấu, xuyên tạc đảng và có những cái hành vi làm cho mọi người xem cái thông tin đó cũng phân vân không biết là đúng hay sai. Rồi một số người cũng lợi dụng cái vấn đề trên mạng xã hội thực hiện những cái hành vi vi phạm pháp luật nhân dân, thì từ đó cái luật an ninh mạng đã ra đời nhằm góp phần để giải quyết những cái vấn đề trên, góp phần đảm bảo về an ninh khi mà sử dụng mạng xã hội. Về vấn đề quyền làm chủ của nhân dân thì xin báo cáo với các đồng chí, quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện rất rõ khi mà người dân tham gia cái cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Lúc này thì người dân chúng ta được lựa chọn và bầu ra những người đủ đức, đủ tài bầu vào cơ quan quyền lực của nhà nước để đại diện cho người dân, nói lên cái nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân, mà cũng đã thể hiện được điều này đối với khi mà người dân đi thực hiện bầu cử. Về tinh thần có đại đoàn kết toàn dân tộc thì xin báo cáo với các đồng chí, hiện nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như vậy, đời sống của người dân gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là khi mà thực hiện cái chỉ thị giãn cách xã hội thì lúc đó có rất là nhiều tổ chức, nhiều cá nhân đã thể hiện cái tinh thần thiện nguyện giúp đỡ, hỗ trợ về gạo, mì gói, rồi các nhu yếu phẩm cần thiết. Các chợ không đồng, gian hàng tình thương cũng đã mọc lên rất là nhiều nhằm giúp cho người dân chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn trong cái mùa đại dịch. Và tất cả những cái nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ giúp cho chúng ta thấy được sự ấm áp hơn của hai chữ đồng bào về tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Kính thưa các đồng chí, hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đó là vấn đề của toàn cầu. Và đảng ta đã xác định những nhiệm vụ gì đối với cái vấn đề trên, xin mời các đồng chí cùng tìm hiểu sang nhiệm vụ trọng tâm thứ 6. Nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 là quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường, chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai phát triển. Kính thưa các đồng chí, huyện Châu Thành thực hiện cái nghị quyết chuyên đề là Châu Thành trở thành trung tâm đô thị công nghiệp của tỉnh. Thì hiện nay có nhiều cái nhà máy xí nghiệp đã được đầu tư xây dựng, ví dụ như là nhà máy giấy Liền Men, công ty cổ phần thủy sản Minh Phú, rồi công ty nhà máy sản xuất nước giải khát năm vừa qua Nhân Nhân đã được đầu tư xây dựng. Thì bên cạnh đó, cái vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp gây ra đó cũng là một vấn đề rất là được quan tâm. Về vấn đề biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Châu Thành nói riêng, việc xâm nhập mặn, hạn hán, rồi sạt lở đất thường xuyên xảy ra, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong huyện nhà và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy mà cái việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất để chế tạo ra giống cây trồng vật nuôi thích ứng với cái điều kiện và biến đổi khí hậu thì huyện chúng ta cũng thực hiện rất là tốt. Có nhiều cái mô hình cây trồng vật nuôi đã được thực hiện để đáp ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu để có thể dẫn phát triển sản xuất kinh doanh. Kính thưa các đồng chí, nhận thấy được cái việc ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất nặng nề đối với đời sống thì ý thức của con người chúng ta cũng đã dần được nâng lên. Có nhiều cái hoạt động chúng ta thực hiện, ví dụ như là trồng rừng ngập mặn, rồi tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, xây dựng các cái trạm xử lý nước thải, trạm xử lý chất thải rắn nhân dân và nhiều cái hành động nữa đã góp phần giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Cho nên là 6 nhiệm vụ trọng tâm mà được mà đảng ta đã xác định tại hội nghị gần tại đại hội lần thứ 13 của đảng. Kính thưa các đồng chí, trong cái tình hình quốc
chương của Đảng đã đề ra, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, mà tích cực thi đua, đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì sẽ tích cực triển khai các phòng chống, cái công tác phòng chống dịch bệnh thật tốt để đảm bảo về trật tự xã hội, đảm bảo về sức khỏe của con người, kiên quyết và kiên trì đấu tranh đến làm sao để có thể phát triển huyện Châu Thành theo cái nghị quyết của Đảng. Phần dự thi của tôi đến đây là hết. Xin kính chúc sức khỏe quý đại biểu, quý lãnh đạo. Kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng thí sinh Quỳnh Kim Phụng vừa hoàn thành xong phần thi thuyết trình của mình. Và thí sinh cũng là thí sinh cuối cùng của hội thi chúng ta ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho thí sinh. Ban giám khảo được cảm ơn thí sinh đã trình bày được 6 cái nhiệm vụ trọng tâm của đại hội lần thứ 13. Trong quá trình trình bày cũng liên hệ được với cái đảng bộ của địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ này. Tôi có một ý nhỏ nhỏ của bạn có thí sinh như này. Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng khẳng định có một yếu tố mới rất là tôi thích lắm. Tôi nghĩ nhiều người là khơi dậy cái khát vọng, khát phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Như vậy thì theo thí sinh, làm gì để thực hiện được điều này? Làm cách nào để chúng ta thực hiện được cái khát vọng này? Ngay cái vấn đề lớn này là phải làm gì, một làm hay là ba làm? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Sau đây thì em xin được phép trả lời. Cái việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh đã được đảng ta xây dựng. Thì theo em, những cái giải pháp để thực hiện cái khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh thì thứ nhất là chúng ta làm sao chúng ta phải giáo dục để cho thế hệ trẻ hiểu, cũng như là mọi người công dân Việt Nam đều hiểu về về cái công sức mà ông cha ta đã dày công xây dựng được nên đất nước này, đã đổ xương máu ra để giành được độc lập. Thì khi mà các thế hệ trẻ và mọi người thấy được cái vấn đề đó thì tinh thần mà dân tộc, tự hào dân tộc, phải quyết tâm là phải bảo vệ đất nước. Đó là cái vấn đề thứ nhất, là phải làm sao cho mọi người hiểu và tự hào về cái dân tộc của ta. Nội dung thứ hai để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc thì chúng ta phải làm sao chúng ta cho người dân thấy được cái cuộc sống hạnh phúc là như thế nào, cuộc sống đầy đủ, cuộc sống mà đáp ứng được các nhu cầu của con người. Thì lúc đó người dân chúng ta sẽ cảm thấy bây giờ khi mà đất nước chúng ta được phồn vinh hạnh phúc thì bản thân của người dân sẽ được thụ hưởng những cái quyền lợi nào. Ví dụ như là bây giờ bản thân người dân đang có ví dụ cụ thể là ví dụ như bây giờ đang có một chiếc xe Honda, mà nếu như mà chúng ta cho người dân thấy được là khi mà khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc thì cái nhu cầu của con người tăng lên, thì cái đáp ứng, cái khả năng đáp ứng nhu cầu đó sẽ được tăng lên. Ví dụ có thể mua được chiếc xe ô tô thì lúc đó người dân chúng ta sẽ thấy được là khi mà cái cuộc sống được nâng lên về nhu cầu như vậy thì cuộc sống sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, và người dân chúng ta sẽ tin tưởng vào cái sự chỉ đạo của Đảng và sẽ phấn đấu quyết tâm làm theo cái chỉ đạo, cái đường lối của Đảng chúng ta. Rồi bên cạnh đó thì để khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc thì theo tôi nghĩ là vấn đề về chăm sóc sức khỏe cho người dân, vấn đề về quyền con người phải được quan tâm. Tại vì khi mà nhu cầu về vật chất được có nhưng mà về sức khỏe không có thì lúc đó người dân cũng sẽ không cảm thấy là điều hạnh phúc. Như các đồng chí biết, bây giờ mình có tiền nhiều, có rất nhiều tiền nhưng mà mình bệnh hay không có được chăm sóc, vậy thì cái điều đó nó cũng sẽ không làm cho người dân chúng ta cảm thấy là cuộc sống của mình là cuộc sống được hạnh phúc. Như vậy ngoài ra thì có thể là sẽ có nhiều cái biện pháp như phát triển về công nghiệp, phát triển về
lĩnh vực giáo dục đào tạo vân vân. Nghĩa là chúng ta có nhiều cái giải pháp để chúng ta xây dựng đất nước tiến bộ, và khi đó thì người dân nhìn thấy được cái tương lai mà mình đạt được khi mà chúng ta có cái khát vọng là phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc như vậy, thì người dân sẽ thực hiện tốt và sẽ đi theo cái con đường mà đảng chúng ta đã lựa chọn. Em xin hết ạ.